Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hành cắt ghép trong Photoshop và tấm hình các bạn nhìn thấy đây là kết quả cuối cùng sau khi chúng ta cắt ghép. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt tay vào công việc cắt ghép. Các bạn sẵn sàng chưa nào? Đầu tiên các bạn bật file gốc trong tấm hình đi kèm lên, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện. Sau khi bật lên chúng ta nhấn Ctrl O trên bàn phím để mở các file đi kèm. Ở đây tôi sẽ kéo file này vào đầu tiên và open lên. Sau khi open nó mở trên tab mới, tôi sẽ giữ chặt chuột trái kéo qua bên này. Thả vào đây. Sau khi vào, các bạn căn chỉnh vị trí. Ở đây nếu các bạn không nhìn thấy gì thì chúng ta có thể giảm phần opacity đây cho nhỏ hơn, cho dễ nhìn. Giả sử tôi chọn vị trí này. Sau khi chọn xong, các bạn thấy rằng chúng ta cần định vị một vị trí ở giữa thì tôi chọn layer dưới. Các bạn nhấn Ctrl T trên bàn phím. Nếu như các bạn nhấn Ctrl T mà không được, tức là chúng ta free transform không được, các bạn nhấn nút vào biểu từ khóa này. Chúng ta ok. Bây giờ các bạn nhấn Ctrl T. Các bạn nhấn Ctrl R để bật thước đo. Sau đó tôi nhấn chặt chuột trái kéo từ đây ra. Cho vào tâm giữa này. Mình định vị một đường đối xứng. Sau khi xong rồi các bạn có thể nhấn Enter trên bàn phím. Bây giờ các bạn vào phần View. Chọn Show. Và bấm vào chức năng Smart Guide để chúng ta bắt lưới thông minh. Sau khi chọn bắt lưới thông minh, các bạn về công cụ này. Đứng trên layer trên. Vị trí đã được định vị. Tôi sẽ chọn xóa đi vùng này. Vì tôi thấy không cần thiết. Các bạn chọn và nhấn phím Delete. Lưu ý rằng đứng layer trên, tôi nhấn Delete. Các bạn vào Select, Deselect hoặc nhấn phím Ctrl D trên bàn phím. Sau khi tạo xong, tôi đã đứng ở trên layer trên này. Các bạn có thể nhấn phím Ctrl Z trên bàn phím hoặc cầm layer này, kéo xuống dưới này. Và sao chép thành layer mới. Sau khi sao chép thành, các bạn nhấn Ctrl T tiếp hoặc vào biểu tượng Edit. Các bạn chọn Free Transform để chúng ta xoay đối tượng này qua. Tôi nhấn Ctrl T. Các bạn chú ý rằng khi nhấn Ctrl T có một cái nút ở giữa này là cái tâm. Tôi di chuyển cái tâm này vào vị trí này. Chúng ta chuột phải và chọn Flip Horizontal đối xứng. Vậy là chúng ta đã có hai đối tượng tương đối đối xứng rồi. Tôi nhấn Alt+Tab và xoay bánh xe lớn lên để xem cái khe này chúng ta đã có cái hiện tượng gì hay không. Tôi nhấn Ctrl H để ấn tạm được lưới đi. Tôi thấy rằng nó tương đối liền và không có hiện tượng gì bể hay nát để hết. Vậy là chúng ta đã hoàn thiện tương đối ok rồi. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thiện phần mặt nạ trên này. Các bạn thấy rằng ở hình cuối cùng chúng ta có những vài mặt nạ chạy lên trên. Bây giờ tôi chọn layer bên trên này hoặc layer ở dưới này cũng được. Tôi chọn đúng layer texture. Kéo đối tượng này. Và tôi chỉ lấy vùng này thôi. Tôi chọn đúng layer. Các bạn nhấn Ctrl Z trên bàn phím để copy lên. Tôi có một layer và tôi có thể chọn đối tượng này, kéo lên trên cùng. Hai đối tượng này chúng ta nhấn Ctrl E trên bàn phím để mặc các layer lại với nhau. Các bạn nhấn phím Ctrl E. Sorry, chúng ta nhấn Ctrl E thì phải cho opacity về 100% đã. Tôi cần Ctrl Z lại. Ở đối tượng này tôi chọn và tăng 100%. Đối tượng này cũng tương tự, tăng cao. Sau khi tăng, chúng ta nhấn Ctrl hoặc Shift để chọn thêm hai cái và nhấn Ctrl E trên bàn phím. Hoặc các bạn có thể vào góc này, bấm vào đây và chọn Mesh Layer, Ctrl E. Hai đối tượng này sẽ thành một layer duy nhất cho chúng ta. Với đối tượng vừa copy ở đây, chúng ta xử lý như sau. Các bạn nhấn Ctrl T trên bàn phím. Giữ chặt phím Shift và xoay 90 độ. Sau khi xoay 90 độ rồi, chúng ta bỏ tay ra và Enter. Tôi về lệnh di chuyển. Kéo đối tượng lên trên này. Có thể chúng ta chọn đối tượng này. Giảm còn 50%, nhìn cho tương đối tương quan. Giả sử ở đây, chúng ta đã có đối tượng ở đây rồi. Có thể kéo sâu xuống dưới này một chút. Và đặt sao cho vị trí tương đối phù hợp, giả sử đặt ở đây. Và chúng ta tương tự, nhấn Ctrl Z tạo một layer mới. Tôi cũng làm điều lặp lại như phần dưới này, Ctrl T. Và đảo qua vị trí này. Chuột phải và flip. Tôi enter. Sau khi ok, các bạn nhấn phím Ctrl H lại để hiện lại đường này. Tôi gióng đúng vị trí này. Được không các bạn? Sau khi làm xong, tôi đưa đối tượng này cũng về 100% và make visible tiếp. Chúng ta cùng nhau gắn hai layer này thành một layer duy nhất mà thôi. Tôi giữ Shift hoặc Ctrl bấm vào đây.
nhấn Ctrl E. Sau khi tạo xong, các bạn có thể gõ số 5 trên bàn phím để opacity này nó sẽ giảm còn 50%. Tôi gõ số 5 này. Và bây giờ tôi thấy rằng đối tượng chúng ta, tôi có thể xóa bớt đi những phần không cần thiết ở phần trên này hoặc là phần dưới này, một trong hai layer này. Ở trên này tôi sẽ giữ yên và bên dưới này tôi sẽ cắt đi một phần ở trên. Tôi chọn đối tượng này và xén đi phần này. Các bạn nhấn Delete trên bàn phím. Tôi cần chân D bỏ chọn. Bây giờ các bạn nhấn phím V trên bàn phím để ra lệnh di chuyển. Các bạn đứng ở đối tượng này, các bạn gõ số 0 để widescreen về mặc định 100%. Và trên này cũng vậy. Các bạn zoom lớn lên cho hai đối tượng này tiếp xúc với nhau. Đó, ok. Phần còn lại chúng ta là làm sao ráp mối phần này để cho nó không còn cứng nữa. Các bạn chọn layer bên dưới, nhấn Ctrl E, mạch tiếp. Sau khi gắn hai layer lại, chúng ta cùng nhau làm những phần còn lại sao cho hợp lý nhất, sao cho tự nhiên nhất. Tôi chọn đối tượng này lên trên, tức là chức năng trên cùng. Nếu bạn không chọn được thì nhấn chuột phải vào để ra. Các bạn tăng nét brush lớn lên chút xíu và lần lượt tô những vị trí sao cho hợp lý. Tôi bắt đầu tô này. Và tiếp tục tô sao cho liền với nhau. Đây là chức năng khá hay trong Photoshop, dùng để chỉnh da mặt. Các bạn làm sao cho những đường thẳng này nó bớt cứng đi, tô sao cho hợp lý nhất. Các bạn chỉ cần chấm vào những vị trí nào cứng nó thôi. Tôi chấm vào này. Và làm việc này hết sức tỉ mỉ. Ở đây có những phần thừa, chúng ta sẽ xén đi sau. Các bạn thấy rằng sau khi tôi chấm xong thì những đường thẳng gần như đã bị khử rồi. Công việc tiếp theo của chúng ta xén đi những phần thừa ở bên này. Nhấn Delete bàn phím. Bởi vì chúng ta sẽ không dùng những phần này. Các bạn nhấn Ctrl D bỏ chọn. Bây giờ tôi thấy những đối tượng của chúng ta tương đối hợp lý rồi. Video sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tẩy xóa đối tượng này sao cho đẹp nhất.